Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Hoàng, chuyên gia đầu tư của ATS Team Việt Nam. Hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị nhà đầu tư về lý thuyết về sở giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán có hình thức hoạt động có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty thuộc sở hữu nhà nước. Ở Mỹ thì sở giao dịch chứng khoán được hoạt động theo một mô hình công ty cổ phần và có niêm yết ngay trên thị trường. Còn ở Việt Nam mình thì hoạt động theo dạng là công ty thuộc sở hữu nhà nước. Về phân loại thì ở Việt Nam mình có hai sở giao dịch chứng khoán chính, đó là sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh với việc quản lý sàn HOSE, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quản lý hai sàn là sàn HNX, sàn Upcom. Trong đó sàn Upcom thì được hoạt động gần như sàn OTC trên thị trường, và trong một buổi tiếp theo tôi sẽ giới thiệu quý vị về sự tương đồng giữa sàn Upcom và sàn OTC. Các thành viên hoạt động trên thị trường sở giao dịch chứng khoán là gì? Bao gồm có thể là môi giới, có thể chuyên gia thị trường, nhà tạo lập. Thì môi giới là những người mà giúp đỡ các nhà đầu tư để thực hiện lệnh. Các chuyên gia thị trường là những người dự đoán thị trường hôm nay tăng hay ngày mai giảm. Đó. Các nhà tạo lập là những người mà sẽ duy trì giá cổ phiếu đi trong một biên độ đó, hoặc là tạo lập lên, tạo lập xuống tùy theo cái nhu cầu điều khiển giá của công ty. Trong đó thì các sở chứng khoán sẽ luôn yêu cầu các thành viên báo cáo định kỳ, có thể báo cáo định kỳ theo quý, theo năm, báo cáo tài chính theo quý, theo năm, hay là những thông tin bất thường cần báo cáo ngay trong 24 giờ hay trong 3 ngày. Đó là tùy theo cái mức độ khẩn cấp của báo cáo của thông tin. Thứ tư, về điều kiện niêm yết chứng khoán thì các sở giao dịch chứng khoán sẽ yêu cầu các công ty khi niêm yết phải có cái tỷ lệ ROE là bao nhiêu phần trăm, ví dụ như của HOSE là phải trên 5% được niêm yết, tỷ lệ nợ trên vốn chủ là bao nhiêu, kết quả kinh doanh 2 năm gần nhất phải có lãi hay không, cơ cấu cổ đông như thế nào. Thì tất cả những cái này đó chính là một yêu cầu của sở giao dịch chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư. Loại niêm yết thì tất cả các công ty khi mà niêm yết lên thị trường có thể có nhiều loại. Một là niêm yết lần đầu, ví dụ như công ty AAA chẳng hạn, khi niêm yết lần đầu thì họ sẽ phải báo cáo đến sở giao dịch chứng khoán, và sở giao dịch chứng khoán sẽ cấp cho họ một cái mã và họ sẽ niêm yết lần đầu đó. Niêm yết bổ sung tức là ví dụ như công ty AAA này đã ở trên sàn rồi và họ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoặc là phát hành riêng lẻ, thì họ sẽ có được niêm yết bổ sung giao dịch. Thay đổi niêm yết tức là ví dụ như một công ty đang niêm yết ở sàn HNX và họ muốn chuyển sang sàn HOSE và ngược lại, thì họ đó là thay đổi niêm yết từ sàn này sang sàn kia. Thông thường ở trên thị trường thì thường sẽ có hay chuyển sàn từ Upcom sang HNX, từ Upcom sang HOSE, từ HNX sang HOSE. Căn bản vì sàn HOSE này là sàn có mức thanh khoản khá là tốt và cái độ minh bạch khá là cao. Chính vì vậy sàn HOSE này thông thường được các công ty muốn chuyển từ các sàn kém thanh khoản hơn, kém minh bạch hơn lên sàn tốt hơn. Niêm yết cửa sau đó là một công ty đang ở dưới sàn, tức là một công ty chưa được niêm yết và họ thâu tóm một công ty đang niêm yết trên sàn, và họ sẽ chuyển toàn bộ hai bên sáp nhập lại với nhau và họ cùng được lên sàn của cái công ty bị thâu tóm. Đó chính là gọi là niêm yết cửa sau ạ. Về cơ chế giao dịch này thì khá là quan trọng. Quý vị nhà đầu tư sẽ phải sử dụng nhiều đến cơ chế giao dịch này. Thì cơ chế giao dịch gồm có hai loại: định kỳ và liên tục. Định kỳ là gì ạ? Định kỳ đó là các lệnh gồm có ATO, ATC và PLO. ATO tức là khớp lệnh định kỳ lúc mở cửa, ATC là close, đóng cửa, PLO là sau giao dịch. Thì lệnh ATO, ATC này, ATO thì chỉ có trên sàn HOSE ạ. Cái này chỉ có HOSE ạ, gồm ATO và ATC ạ. Và lệnh ATC, lệnh LO chỉ có trên sàn HNX ạ. Đó ạ. Thì lệnh ATO là các lệnh trong 15 phút đầu tiên, những người mua sẽ đặt lệnh liên tục và họ sẽ đưa thành một pool bên này. Những người bán sẽ đặt một pool bên này và họ sẽ
khớp lệnh sao cho những người mà đặt cùng một mức giá sẽ được giao dịch nhiều nhất, và sau đó thì lệnh ATO, lệnh ATC sẽ tự động đưa ra một mức khớp mà đóng cửa hoặc mở cửa, và những người đặt ATO, ATC sẽ được ưu tiên khớp trước các lệnh LO. Lệnh LO phía dưới này thì nữa Tuấn sẽ giới thiệu tiếp ra theo sau ạ. Lệnh PLO là khi hai bên đã khớp lệnh xong rồi thì người mua người bán sẽ khớp lệnh theo lệnh ATC theo phương thức đặt PLO. Ví dụ khi kết thúc lệnh, những người trên sàn ACB, giả sử ACB chẳng hạn, cổ phiếu ACB chẳng hạn, họ đóng cửa ATC ở mức giá là 29.000 đồng, tức là sàn đã đóng cửa, thì người bán muốn bán tại mức giá 29.000 đồng này, họ sẽ đặt lệnh là PLO, và người mua cũng đồng ý mua tại mức giá này, họ sẽ đặt là PLO, và sẽ hai bên sẽ tự động khớp theo lệnh PLO ạ. Cơ chế lệnh liên tục là gì ạ? Cơ chế lệnh liên tục là lệnh gồm có lệnh LO, limit order, tức là họ sẽ đặt lệnh theo ví dụ như là tôi muốn lệnh mua giá tối đa là 29.000 đồng chẳng hạn, thì lệnh LO sẽ đưa lệnh 29.000 đồng này lên, và nếu như khớp thì và sẽ khớp theo giá gần nhất, giá tốt nhất, lệnh LO. Lệnh MP, lệnh MTL là hai lệnh tương đương nhau, chỉ khác nhau là lệnh MP là trên sàn HOSE, lệnh MTL là trên sàn HNX ạ. Và hai lệnh này sẽ ưu tiên khớp giá tốt nhất đang có trên sàn. Lệnh MOK và lệnh MAK là hai lệnh này chỉ có trên sàn HNX ạ. Lệnh MOK thì sẽ khớp toàn bộ lệnh nếu như mà trên sàn có đủ lệnh để đủ khối lượng để họ thực hiện. Còn nếu không đủ khối lượng thì lệnh MOK sẽ bị hủy luôn ạ. Lệnh MAK là lệnh mà khi nếu như họ sẽ khớp toàn bộ những số lượng có thể đủ cho đủ được cái lệnh mua chẳng hạn, và phần còn dư còn lại thì họ sẽ bị tự hủy đi. Đó là sự khác biệt giữa lệnh MOK, MAK. Nói chung hai lệnh này thì thông thường ít nhà đầu tư sử dụng, thông thường là các nhà đầu tư sẽ hay sử dụng đến lệnh LO và lệnh MP, MTL. Đây ba lệnh này là ba lệnh hay sử dụng nhất ạ. À chỗ này ạ. Một số trường hợp đặc biệt ở trên sở giao dịch chứng khoán đó là lệnh về lô lẻ. Ví dụ như HNX thì lệnh lô của họ là 100 cổ phiếu một lần. Upcom cũng là 100 cổ phiếu. Và HOSE thì 10 cổ phiếu. Thế thì lệnh lô lẻ là gì ạ? Tức là số lượng cổ phiếu nhỏ hơn 10 đối với sàn HOSE thì gọi là lô lẻ. Dưới 100 đối với Upcom và HNX gọi là lệnh lô lẻ. Thì những trường hợp lô lẻ này sẽ phải có những giao dịch đặc biệt để người mua người bán thực hiện khớp lệnh với nhau. Giao dịch lô lớn là những khách hàng giao dịch với khối lượng rất là lớn, ví dụ họ giao dịch đến khoảng 10.000 hoặc 100.000 cổ phiếu. Thì khi nếu như khách hàng, nhà đầu tư mua hoặc bán khối lượng cổ phiếu khá là lớn thế này thì sẽ ảnh hưởng đến cái cung cầu thị trường. Vì vậy, sở giao dịch chứng khoán đưa ra các lệnh giao dịch lô lớn để hỗ trợ người mua người bán gặp nhau mà không bị ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Ngoài ra còn một số các giao dịch khác như giao dịch không ngày giao dịch không thẩm quyền, ngày giao dịch đầu tiên. Giao dịch không hưởng quyền tức là tại ngày đó người mua cổ phiếu sẽ không được hưởng các quyền như quyền cổ đông hay quyền nhận cổ tức, đó là ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày giao dịch đầu tiên tức là ngày đầu tiên cổ phiếu lên sàn, và trong ngày đó thì cái biên độ giao dịch sẽ khác so với cả bình thường. Ví dụ bình thường sàn HOSE giao dịch biên độ giao dịch của họ là cộng trừ 7% ạ. Sàn HNX ngày giao dịch phiên độ bình thường của họ là khoảng cộng trừ 10% ạ. Upcom là cộng trừ 15% ạ. Thì đối với ngày giao dịch đầu tiên, cái biên độ giao dịch có thể lên đến 30%. Vâng ạ, thì hôm nay Tuấn đã trình bày đến quý vị nhà đầu tư về sở giao dịch chứng khoán. Hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư trong buổi chia sẻ tiếp theo ạ. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.